thầy thì hơi nhẹ nhẹ. Đi thăm bệnh xong về hết nhẹ nhẹ hết. Mẹ ngồi tới tường trời tây đầy. Trời ơi, người ta vô quá chất, người ta hỏi không được cái gì. Còn cái nỗi khổ là khổ hơn, cái đó gọi là khổ khổ đó, chính là nỗi khổ của cái thân mình. Thở được, cơ thể đau đớn, rồi còn bị nằm một cái chỗ chật hẹp nóng này đó mới được. Mới là một cái người khỏe như bệnh vô cái phòng bệnh này, cuối khi người bệnh vô quá chất. Cho nên chúng con rất tri ân công đức của Thượng Tòa Giảng Sư đã từ bi trở về nơi đây trong thời tiết Hà Nội mùa hè nóng này. Nhưng chúng con vì các ngưỡng Phật Pháp, các ngưỡng tinh thần, trước đây chúng ta đã biết Thượng Tòa Giảng Sư Đạo Hiệu Thích Thiện Thuận là một trong những vị giảng sư được Thượng Tòa từ khi quang lâm về đây ban bố cho chúng con những lời pháp dụ